Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tạm giữ Lê Văn Phú và Hoàng Văn Thụy để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích và những người có liên quan. Chiều 9 tháng 8, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố vụ án tạm giữ hình sự Lê Văn Phú, hay còn gọi là Phú Lê, 40 tuổi, quê Yên Bái, và Hoàng Văn Thụy, 25 tuổi, ở phường Thành Công, quận Ba Đình, để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Phú Lê là người chỉ đạo đàn em hành hung Đào Chi Lê, tên thật là Trần Thị Đào, 30 tuổi, quê xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội, tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng vào ngày 3 tháng 8 vừa qua. Do có mâu thuẫn với Đào Chi Lê, ngày 2 tháng 8, Phú Lê bàn bạc với Hoàng Văn Thụy, sinh năm 1995, ở phường Thành Công, quận Ba Đình, về việc dằn mặt Đào Chi Lê. Sau khi bàn bạc xong kế hoạch, Phú Lê giao cho Thụy và Trần Văn Tư, sinh năm 1988, quê quán Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, thực hiện kế hoạch này. Sáng 3 tháng 8, Thụy và Tư đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang, mặc áo chống nắng dài tay và đi xe máy, sử dụng gắn biển số giả về nhà chị Trần Thị Đào, trú tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Trên đường đi, hai người này mua tuyếp sắt tại một cửa hàng xây dựng để làm hung khí gây án. Khi đến nhà Đào Chi Lê, hai người này gặp mẹ và dì của Đào đang quét sân nên hỏi, có phải nhà chị Đào đây không? Cháu muốn mua con chó. Lúc này, bà Nguyễn Thị Bé, 67 tuổi, dì của chị Đào bước ra thì bị những người này dùng tuyếp sắt vụt liên tiếp vào chân. Tiếp đó bà Nga, mẹ chị Đào, nghe tiếng kêu cứu đi ra chỗ người em gái thì cũng bị vụt vào chân. Sau khi gây án, Thụy và Tư lên xe bỏ chạy. Sau khi xảy ra sự việc trên, chị Đào trình báo sự việc đến cơ quan công an. Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tạm giữ Lê Văn Phú và Hoàng Văn Thụy để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích. Chiều 8 tháng 8, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an cho biết, cơ quan chức năng vừa triệu tập thêm 16 người trong vụ hai phụ nữ lớn tuổi bị hành hung mà Lê Văn Phú, tức Phú Lê, 40 tuổi ở Hà Nội, và vợ là Lã Thúy Kiều, 35 tuổi, quê Hà Nam, đã thừa nhận có liên quan. Vợ chồng Phú Lê và 16 người trên bị điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Ngày 5 tháng 8, Lê Văn Phú và vợ bị bắt để điều tra về cáo buộc hành hung hai phụ nữ ở huyện Đan Phượng, Hà Nội. Chị Trần Thị Đào, còn gọi là Đào Chi Lê, người đứng đơn tố cáo, nói quen biết vợ chồng Phú Lê quay phim hài Tết 2017. Sau đó, vợ Phú mời Đào về hợp tác quảng cáo thực phẩm chức năng. Một thời gian sau, Đào đề nghị ngừng làm việc chung thì bị vợ chồng Phú nói xấu. Ngày 18 tháng 7, Đào lên mạng xã hội kể lại việc chấm dứt làm ăn với Kiều. Tối cùng ngày, Kiều kéo đàn em đến đe dọa chị Đào và trao thưởng 20 triệu đồng cho ai tìm thấy người phụ nữ này. Trong đơn trình bày, Đào Chi Lê tối ngày 3 tháng 8, nhóm thanh niên lạ mặt liên quan vợ chồng Phú đã tìm về Đan Phượng. Tại đây, họ dùng hung khí đánh đập mẹ và dì ruột của chị Đào, khiến hai nạn nhân phải nhập viện. Một cán bộ điều tra Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an cho biết, vợ chồng Phú Lê đã thừa nhận có liên quan đến đơn tố cáo trên. Giang hồ mạng Phú Lê thường xuất hiện trong số sự kiện về âm nhạc, đóng MV ca nhạc hay phim ngắn về chủ đề giang hồ. Một số MV ca nhạc do Phú Lê hát và diễn xuất thu hút hàng triệu lượt xem trên YouTube. Ngoài ra, Phú Lê còn tham gia đóng phim Người đàn ông này xăm trổ, thường xuyên đeo dây chuyền màu vàng gắn huy hiệu Đại Bàng, tay đeo nhẫn hình rồng. Còn Lã Thúy Kiều thường livestream để quảng cáo các sản phẩm có tác dụng như thuốc chữa bệnh. Bà Kiều từng bị cơ quan chức năng ở Hà Nội xử phạt hành chính do bán hàng không rõ nguồn gốc. Trưa 8 tháng 8, sau khi bị bắt giữ, Lê Văn Phú, hay còn gọi là Phú Lê, 40 tuổi, quê Yên Bái, và Lã Thúy Kiều, vợ Phú Lê, 35 tuổi, quê Hà Nam, đã thừa nhận có liên quan đến vụ hai người bịt kín mặt hành hung hai người thân chị Trần Thị Đào, hay còn gọi là hot girl xăm trổ Đào Chi Lê, 30 tuổi, quê xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Trước đó, ngày 5 tháng 8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội phối hợp với một số đơn vị bắt Phú Lê và vợ để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích. Ngoài ra, vợ chồng Phú Lê cũng bị Công an thành phố Hà Nội điều tra làm rõ thêm tội gây rối trật tự công cộng. Vợ chồng Phú Lê bị tố cáo liên quan đến vụ việc chỉ đạo đàn em bịt kín mặt gây ra vụ hành hung hai người phụ nữ là người thân của Đào Chi Lê. Trước đó, hot girl xăm trổ Đào Chi Lê, tên thật là Trần Thị Đào, 30 tuổi, quê xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội, trình báo gia đình chị bị một nhóm xã hội đen đến tận nhà hành hung, khiến bà Nguyễn Thị Nga, 69 tuổi, mẹ chị Đào, và bà Nguyễn Thị Bé, 67 tuổi, em gái bà Nga, bị thương phải nhập viện điều trị. Theo chị Đào, chị và vợ chồng Phú Lê ở quận Hoàng Mai quen biết nhau khi thực hiện một sản phẩm hài Tết năm 2017. Sau đó, Thúy Kiều nhiều lần mời Đào Chi Lê về nhà để quảng bá sản phẩm cho mình. Sau thời gian hợp tác, chị Đào tách ra làm riêng thì bị vợ Phú Lê nói xấu gây ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống. Bức xúc, ngày 18 tháng 7, chị Đào đã phát trực tiếp trên trang Facebook cá nhân nói ra những suy nghĩ thắc mắc của mình, tại sao lại bị đối xử như vậy.
ngay trong tối ngày 18 tháng 7, Thúy Kiều đã huy động đàn em đến tìm gặp chị Đào đe dọa xúc phạm và trao thưởng ai đánh chị Đào sẽ được 20 triệu đồng. Không chấp nhận cuộc hẹn gặp để nói chuyện hòa giải của chị Đào, vợ chồng Phú Lê cử đàn em khủng bố bằng tin nhắn, điện thoại nhằm đe dọa và truy tìm để hành hung. Trưa mùng 3 tháng 8, một nhóm người lạ mặt đi một ô tô, hai xe máy về cụm 9 xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, tìm vào nhà mẹ đẻ chị Đào vờ mua chó. Khi bà bé bước ra thì bị nhóm người này dùng tuyếp sắt đánh liên tiếp vào người. Tiếp đó, nhóm người thấy bà Nga bước ra liền hỏi, có phải mẹ con Đào Chi Lê không? Vừa dứt câu, phải có chuyện gì thế các anh, thì bà Nga cũng bị vụt tuyếp sắt liên tiếp vào người. Theo chị Đào, sau khi hành hung mẹ và dì, nhóm này nói mày về nói với con Đào là đừng lôi tên anh chị tao ra, không chết mẹ chúng mày đấy, rồi bỏ đi. Bà Nga và bà bé sau đó được đưa đi cấp cứu.